À, đây là cầu kính Rồng Mây ở Lai Châu, cũng gần, khá là gần Sa Đúng rồi Pa chị. ha. Đây cho mọi người thấy bên dưới nè. Rộng quá trời đại. Độ cao 300 mét, hơn 300 mét. Đường vào cầu kính Rồng Mây nhìn cái đường, wow, được thành một cái đục núi xuyên vô trong núi luôn, ghê thiệt ha. Đây là một cái đường hầm xuyên qua núi luôn nha quý vị, quá trời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên thang máy. Đây, cùng với anh chàng đẹp trai này nè. 1, 2, 3, lên phòng. Siêu tốt rồi thang máy. Đã có ai... Đây, đã bắt đầu di chuyển rồi. Mình đang di chuyển ở phía bên trong xuyên núi đá luôn à. Sâu là 80 mét ạ. Ra khỏi đường hầm 80 mét núi đá này mình sẽ di chuyển ra ngoài thang máy lộ thiên bên ngoài 225 mét nữa. Và thang máy là 300 mét. Ủa 800 mét thì cũng sâu đấy chứ nhỉ? Thế mà đục trên xuống dưới được nhỉ? Đâu đâu để mình giới thiệu tiếp nào. Là lên trên. Có nghĩa là cái chiều cao là 800 mét hay là chiều sâu 800 mét? Là trong lòng núi đá là 80 mét. Ra ngoài hang máy lộ thiên là 225 mét nữa. Đây bây giờ 225 mét. Chiều cao là bao nhiêu mét? Tổng chiều cao là 305 mét ạ. 305 mét. Lên trên thì mình sẽ trải nghiệm cầu kính từ trong sườn núi vươn ra ngoài hơn 60 mét. Với độ cao từ mặt cầu nhìn xuống đường cái là khoảng 600 mét. Là vào trải nghiệm ở bên đỉnh Phan thì khác với ở đây ạ. Tại vì là ở bên pha thì người ta đưa nhau lên đỉnh bằng cáp treo, còn ở đây mình đưa nhau lên đỉnh bằng thang máy. Tới nơi rồi thưa quý vị. À đây là cầu kính Rồng, cầu kính Rồng này thuộc địa phận của Lai Châu chứ không phải thuộc Sa Pa nhé, chỉ là gần Sa Pa thôi. Sa Pa chạy đây là 17 cây số, đi qua một cái đường hầm đục xuyên ở trong đá dài 80 mét, sau đó đi một cái thang máy lên 300 mét và là được tới đây. Trên này cũng khá là lạnh nhưng mà rõ ràng là sau cái độ lạnh ở trên đỉnh núi Phan Xi Păng thì cũng là 19-10 ấy. Có thể là do thời điểm này là thời điểm chiều. Wow, trên này vẫn còn thơm mùi sơn luôn, vẫn còn thơm mùi sơn của công trình mới xây luôn. Cầu núi trùng trùng của dãy Hậu Hoàng Liên Sơn bên kia mình thấy rõ ràng là ở phía xa tít tít một phía bên kia chính là cái đỉnh Phan Xi Păng, mà hồi sớm ở bên đó mà nhìn vào đây là mình thấy cái công trình này. Bên đây là cầu kính ha, ở đấy cũng bình thường nữa. Cầu kính này thì cái kính này thì bố tạ đập còn bể nữa chứ đừng nói người đi lên đúng không. Đây là cầu kính nha. Thấy ghê quá. Đi nhìn trước thì được, mà nhìn xuống thì thấy thấy quải à. Đây. Wow. Đây, đây là cầu kính nha. Ok ghê luôn kìa. Út ơi đã lắm nè Út. Út ông chưa lên. Đây nè Út, mua vé lên đi. Ngồi với kia vậy. Ok không? Nè đi Út đi con quay lên. Út đi hết. Đó. Thấy xe tít bên dưới kìa thấy không? Út ơi đi nhìn lên ngồi không dám nhìn xuống.
Đây là cầu kính ngoài này của Lai Châu nè, chứ không còn của là Sa Pa nữa. Sa Pa thì của Lào Cai, còn về qua phần địa phận của cầu kính chơi thì là của Lai Châu. Cho đêm một phần kính này. Wow, nó lạnh. Ôi trời ơi, nó lạnh. Đến Phan Xê Băng mình nhớ sớm mà Phan Xê Băng nhìn qua là mình thấy rõ ràng là cái cầu kính Sa Pa nè, nó lột Lai Châu chứ. Út, cầu kính rồng mây út chưa lên nút nhìn nè đâu chào bình thường không hả? Bình thường đúng không? Bình thường. Ôi, có cả... Trời ơi không có sao đâu mà dễ gì sợ đó bàn thọ dưới thôi. Wow. Yeah. Đây, bên dưới không? Coi có đường xe chạy đâu. Đó, có cái xe. Xe nằm tít bên dưới rồi thấy không? Ô trời ơi. Wow. Độ cao nãy anh nói là bao nhiêu mét? 300 mét. 300 mét. À, đục một cái đường hầm sâu vào núi là 80 mét. Sau đó sẽ đi một cái thang máy lên trên độ sâu 300 mét cũng là đục thông sâu trong núi luôn. Rồi ok vậy ha Út à, nhìn lên thì dám, nhìn xuống thì không dám. Đi vô đi, đi ở con ngồi đi, con ngồi đây đi. Vào đây là cầu kính cách xa khoảng 18 km về địa phận của Lai Châu. Đây là cầu kính rồng mây nha. Để mới chờ xem à. Để đây còn đang đứng ở độ cao gì đấy. Độ cao này từ đây xuống tới mặt đất bao nhiêu mét anh? Hơn 300 mét hả? Hơn 300 mét. Đây là cầu kính được khánh thành và khai trương cách đây có khoảng 1 tháng. Lạnh khiếp luôn á. Gió nó lồ từ cái núi phía đằng xa bên kia lồ qua quá trời lạnh luôn, khủng khiếp. Cùng cái đường đèo qua mấy hồ kìa. Sẽ quay một chút xíu nữa rồi mình bắt đầu mình chụp hình. Quay chút xíu nữa sẽ chụp hình. Đây là cầu kính rồng mây ở Lai Châu, cũng gần, khá là gần Sa Pa ha. Đây cho mọi người thấy bên dưới nè. Độ cao qua độ cao 300 mét, hơn 300 mét. Và đây bây giờ chiều rồi mà khá là lạnh. Mặt trời phía bên kia. Con đi là không được. Cha đây còn sợ nữa, sao con đi được. Nhìn xuống mới có cảm giác. Nhìn xuống dưới á. Nhìn xuống dưới đi. Nhìn xuống, nhìn xuống. Nhìn xuống như nè. Nhìn xuống mới có cảm giác.
Anh sợ anh bám theo cái thành kia kìa, anh bám cái thành nó đi không sao đâu. Anh đi ra cứ phía ngoài đây anh đứng một hồi nè. Ủa cái ở trên kia là làm gì chảnh vậy anh? Đi đại ra đây sao đâu. À giai đoạn 2 là làm kính cắm vào núi chứ gì. Dạ, là làm ở chảnh anh hả? Dạ. Nhưng bây giờ mới là giai đoạn 1 thôi. Các bạn hãy đón chờ giai đoạn 2. À, đây là phần cầu kính. Bên trong sẽ là một cái lối đi đi ra để mình trải nghiệm cầu kính ở khúc ngoài kia. Sau đó từ ngoài đó mình sẽ đi về hướng này ra ngoài khu trung tâm để mà ngắm. Và mình sẽ tạm biệt cái cầu kính Rồng Mây để tiếp tục ở bên cổng trời. Ngắm hoàng hôn bên cổng trời là một cái điều rất là lý thú. Rồi, hết cầu kính rồi, tạm biệt quý vị. Mình sẽ qua bên cổng trời nhé. Khu vực nhà hàng và cà phê ở trên này. Bên kia là khu vực sẽ chuẩn bị bắt đầu giai đoạn 2. 500m đường cầu kính bắc vào trong sườn núi. Ok, tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị trong một dịp gần nhất ha. Rồi, tạm biệt Rồng Mây nha. Hẹn nha một dịp khác để được trải nghiệm cái giai đoạn 2. Như ai xuống tầng này là hơi sớm. Tại vì một lúc nữa là hoàng hôn đây cũng kỳ đẹp đó. Em tính qua bên cổng trời để em... Wow. Tại vì như thế này, bên cổng trời thì mọi người sẽ nghe đến rất nhiều. Tại vì là nó có từ rất lâu rồi, là rất nhiều người nói đến cái đấy. Còn đây là địa điểm hoàn toàn mới. Bọn em mới khai trương được khoảng tháng thôi. Yeah. Nhưng mà view ở đây thì nó sẽ đẹp hơn ở tất nhiên rồi. Ở đây là quá rõ ràng. Đẹp hơn nhiều. View đây quá đẹp quá. Tại vì bọn em cũng chưa quảng bá nhiều. Chỉ là khách cứ truyền miệng nhau thôi. Tất cả các YouTuber được các thứ đến để review thôi. Sang giai đoạn sau thì sẽ đưa cho mình nhiều trải nghiệm hơn. Ví dụ như là em sẽ lắp đặt cầu kính ở sườn núi, có kèm cả hiệu ứng nữa. Ngoài ra thì có cầu trải nghiệm ở thiết bắt từ bên này núi sang bên kia núi. Còn cái chỗ mà mình vừa trải nghiệm ấy được đưa vào các hoạt động vui chơi giải trí cảm giác mạnh như là nhảy dù hay là nhảy bungee, trượt zip line. À khoảng khi nào thì hoàn thành được giai đoạn 2 anh ạ? Dự kiến là khoảng 2 đến 3 năm tới ạ. 2 đến 3 năm. Tại vì là nó có rất nhiều hạng mục, có cả khu vui chơi giải trí, khu ga lông, rồi là khách sạn, những cái như là bể bơi vô cực, rồi là chùa chiền đầy đủ hơn. À ok, gồm tất cả những cái gì mà đang hot nhất, đang được giới trẻ check in này nọ là gồm ở đây. Như cổng trời là này kia cũng ăn về đây được anh, làm được. Hy vọng thời gian sắp tới em sẽ được đây nha, bây giờ là chúng ta đi vào trong hang núi nè. Trong lòng đất. Đó, trong thang máy dặn dậy. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Vui lòng bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại trong video sau nhé.